lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 5 ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi sẽ đón lộc tài, tiền đồ ầm ầm về túi trong ngày thứ 5 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Sửu và tuổi Mùi. Để biết mức độ giàu có may mắn của bạn đến đâu, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Cục diện tam hợp nâng đỡ rất nhiều cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi Tý, đặc biệt là ở phương diện tình cảm. Bạn và người ấy dù không thể tránh được những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong tình cảm. Với các bạn độc thân, bạn có thể cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình càng nhiều càng tốt. Có khả năng cao bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân ở trong những dịp tình cờ mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Tuy nhiên, đường tài lộc của những chú chuột lại kém may mắn hơn hẳn do bị kiếp tài ngáng trở. Hung tinh này mang tới tin phá tài, bản mệnh dễ mất tiền của vào những việc không đáng. Tuổi Tý nên có kế hoạch chi tiêu, mua sắm rõ ràng. Bản mệnh có nhiều việc cần phải lo toan nhưng cũng không thể vùng tay quá chán, tránh rơi vào cảnh nợ nần. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp nhờ được cát tinh nâng đỡ. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, đôi lứa biết điểm dừng khi cãi vã để không tạo ra rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, người độc thân nên cố gắng mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có điểm báo phá tài, dễ mất tiền của vào những việc không đáng. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, cần có kế hoạch chi tiêu, mua sắm rõ ràng. Còn số may mắn, 5, 7, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, chính quan xuất hiện che chở cho vận trình công danh của người tuổi Sửu, con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Đó là điều mà bản mệnh đã trông đợi đã lâu, đừng để mình bị cản bước hay do dự thêm, bạn sẽ sớm chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra. Mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, bản mệnh chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể đạt được những điều mình muốn. Vận hạn đã bị xua tan, trong ngày con giáp này liên tiếp gặp được nhiều chuyện may mắn. Thổ sinh kim còn mang đến cho con giáp này một ngày hạnh phúc về đường tình duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này trở nên suôn sẻ hơn. Ai còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, những bạn đang bế tắc trong yêu đương cũng sẽ có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, công danh suôn sẻ, có cơ hội để thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, sớm chạm tay tới mục tiêu, chưa nên do dự quá lâu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, vận hạn đã bị xua tan, gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, người độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tình cảm bế tắc, có bước ngoặt rõ rệt. Còn số may mắn, 3, 4, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tử vi 12 con giáp nhận thấy thần Dần tương xung khiến cho người tuổi Dần sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong công việc trong ngày thứ 5 này. Bản mệnh khó kiềm chế được cảm xúc của mình, dễ nổi nóng và gây gổ với bất cứ ai làm không đúng ý mình. Rất may là đường tài lộc trong ngày khá sáng, những chú hổ đón không ít tin vui về tiền bạc khi được thực thần nâng đỡ. Người làm kinh doanh dễ có được cơ hội kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần bạn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ. Ngũ hành xung khắc khiến cho vận trình tình cảm không lý tưởng, vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa hay con cái. Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy hay chăng? Hãy tìm lý do và xử lý nhanh lên nhé! Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy gặp nhiều rắc rối trong công việc do khó kiềm chế cảm xúc. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa dễ nổi nóng và gây gổ với bất cứ ai làm không đúng ý mình. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ tính cầu toàn dễ gây khúc mắc trong quá trình làm việc nhóm. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc người làm ăn kinh doanh dễ có được cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa hay con cái. Còn số may mắn,
4, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ năm này thương quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Bản mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người. Nếu có điều gì bất hợp lý, hãy mạnh dạn phản ánh với cấp trên, đừng lẳng lặng nhìn thấy rồi ôm bất mãn trong lòng. Tình cảm, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, từ đó mà xảy ra nhiều khúc mắc sẽ rất ảnh hưởng đến quá trình làm việc về sau. Kim mộc xung khắc, có giáp này nên chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương, nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả không như ý. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, cần xem lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nếu có điều gì bất hợp lý, hãy mạnh dạn phản ánh với cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, lời nói lúc nóng giận có thể gây tổn thương tới nửa kia. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ năm của người tuổi Thìn mang tới vận quý nhân che chở cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về thành công rực rỡ. Tuy nhiên, những thành công bạn đang đạt được có thể trở thành nguyên nhân để kẻ tiểu nhân dòm ngó do ghen ghét với mệnh chủ. Thiên quan cảnh báo những gì con giáp này đã cất công xây dựng có thể bị hao hụt nghiêm trọng. Thị phi bủa vây, dù chẳng làm gì nên tội nhưng miệng lưỡi người đời có thể khiến cho bản mệnh lâm vào thế nguy hiểm. Thổ kim tương sinh, vận đào hoa của những chú rồng đang nở rộ. Nhân duyên tốt lành, nhất là đối với người độc thân. Nếu vẫn còn đang lẻ bóng thì bạn hãy mau mau nhanh tay nhanh chân để tìm ý trung nhân cho mình, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt lần này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, được quý nhân che chở đường công danh. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, những kế hoạch đưa ra được tiến hành thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, đề phòng tiểu nhân dòm ngó do ghen ghét. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, vận đào hoa nở rộ, nhân duyên tốt lành. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 2-3 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem lịch ngày tốt, người tuổi Tỵ được các thần lục hợp độ mệnh, hôm nay là thời điểm tốt để bàn chuyện làm ăn. Bản mệnh là người có trọng nghĩa khí, nói lời giữ lời nên có được uy tín từ những gì bạn đã nói và làm được. Việc hợp tác kinh doanh nhờ thế mà ngày càng thêm suôn sẻ. Tuy nhiên, trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn cần phải rất thận trọng và tiến hành từng bước, có kế hoạch cụ thể. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà đầu tư ồ ạt, có lúc trắng tay vì chưa tìm hiểu kỹ. Hỏa kim xung khắc, các cặp đôi dường như lạc lối, chưa tìm được cách giải quyết cho những khúc mắc hiện tại. Người độc thân vẫn tình trạng lẻ bóng, dù được bạn bè gia đình mai mối nhưng không phải ít, nhưng dường như nhân duyên chưa tới. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, thời điểm tốt để bàn chuyện làm ăn nhờ giữ được chữ tín. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, việc hợp tác kinh doanh ngày càng suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, cần phải thận trọng và tiến hành từng bước khi kinh doanh hay đầu tư. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đừng thấy cái lợi trước mắt mà đầu tư ồ ạt, kẻo trắng tay. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, các cặp đôi chưa tìm được cách giải quyết cho những khúc mắc hiện tại. Con số may mắn 9, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, dưới sự tác động của chính tài, người tuổi Ngọ đang có nhiều cơ hội thuận lợi để cải thiện thu nhập hiện tại của mình khi vận trình tài lộc có nhiều bước tăng tiến. Bạn biết kiểm soát chi tiêu của bản thân và đưa ra những kế hoạch quản lý tài chính khoa học. Vì vậy, bạn không phải lúc nào cũng lo lắng không có tiền tiêu.
Hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của bản mệnh đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt, tranh cãi bùng nổ từ những vấn đề tưởng chừng quá độ nhỏ nhặt, đôi bên chẳng ai chịu ai nên vấn đề cứ thế nảy sinh. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng Tây Nam, phía ngoài nhà kho và phùng bếp. Do đó, thai phụ không nên lùi tới nơi này nhiều, di chuyển vị trí hay tiến hành sửa chữa tại nơi này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim có nhiều cơ hội thuận lợi để cải thiện thu nhập hiện tại. Tử vi tuổi Bình Ngọ, thủy biết kiểm soát chi tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa có nhiều kế hoạch quản lý tài chính khoa học. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ chuyện tình có nhiều dấu hiệu của rạn nứt do tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc những lời nói lúc nóng giận khiến mâu thuẫn bị đẩy đi càng xa. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày, có chính quan xuất hiện, người tuổi Mùi trong ngày có điểm báo nhiều tin vui sẽ đến trong công việc. Khối lượng công việc có tăng, khiến cho bản mệnh trở nên bận rộn, nhưng bù lại kết quả tốt, nhận được sự khen ngợi, có khi là cả phần thưởng của cấp trên. Thổ kim tương sinh, chuyện tình cảm bình ổn khiến những chú dê cảm thấy rất hài lòng. Các cặp vợ chồng không còn tranh cãi và mâu thuẫn thường xuyên nữa, thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Hôm nay cũng là ngày cát khí lan tràn để người độc thân có thể bày tỏ tình cảm với đối tượng mình thầm mến đã lâu. Không phải lúc nào cũng có được may mắn đồng hành nên đừng bỏ lỡ cơ hội xích lại gần hơn với người mình yêu bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, nhiều tin vui sẽ đến trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, bận rộn hơn nhưng kết quả nhận được lại vô cùng xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nhận được sự khen ngợi từ cấp trên nhờ tinh thần cống hiến. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, hài lòng vì chuyện tình cảm diễn ra bình ổn. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương trắng, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Tử vi tuổi Thân, được thiên ấn tương trợ, công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay thêm phần suôn sẻ. Dường như những khó khăn trước đó này dễ dàng được hóa giải, mọi sự đơn giản như chưa từng có, bản mệnh khéo léo, tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được những bế tắc trước đó. Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Chứng minh được năng lực của mình, chắc chắn bạn sẽ trao được cho nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Kim khí vượng nhắc nhở những chú khỉ nên để tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Sinh hoạt không điều độ, vì công việc mà bỏ bê ăn uống khiến cho sức khỏe của bạn có dấu hiệu sa sút. Đừng để đến khi đổ bệnh mới biết trân quý cơ thể của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, công việc thêm phần suôn sẻ nhờ tháo gỡ được khó khăn. Tử vi tuổi Bình Thân, hỏa, thoát khỏi bế tắc, làm khó bản thân từ trước đó. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, nên cố gắng, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, chứng minh năng lực của bản thân để nhận lấy nhiều cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên để tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ảnh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chính ấn trợ mệnh giúp cho người tuổi Dậu có những bước thăng hoa trong công việc. Sự nghiệp của bạn đang trên đà đi lên nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua. Mọi chuyện đang tiến băng băng về phía trước, những khúc mắc và trở ngại được giải quyết triệt để. Bản mệnh có được những gì mình muốn, đạt được mục tiêu phía trước. Thế nhưng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng quá sớm, bạn cần luôn nhắc nhở bản thân không được dừng nỗ lực. Thiếu chí tiến thủ sẽ chỉ khiến cho chúng ta dần tụt lùi so với thời cuộc, chẳng có được những bước thăng tiến mới. Nhờ kim sinh thủy, chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp, mọi việc thuận buồm xuôi gió, không có những trận cãi cọ lớn xảy ra nữa. Tất cả là sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, có những bước thăng hoa trong công việc, sự nghiệp trên đà đi lên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, người giữ chức quản lý có nhiều cơ hội, thế mạnh để thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, khúc mắc và trở ngại được giải quyết triệt để. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, có được những gì mình muốn, đạt được mục tiêu phía trước. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, chuyện tình cảm thuận buồm xuôi gió, không còn những trận cãi cọ. Con số may mắn 4,
8. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tuất cảnh báo con giáp này những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Bạn không nên nơ là hay chủ quan vào lúc này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là cần xem xét lại các mối quan hệ xã như cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin lầm người, kết giao với kẻ xấu bụng lúc nào không hay. Việc của mình thì nên chủ tập trung hơn, đừng lo chuyện báo đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình. Ngày ngũ hành tương sinh, đường tinh duyên của con giáp này có phần thuận lợi hơn. Cũng nhờ thế mà nỗi buồn trong công việc của người tuổi Tuất được giảm bớt phần nào. Bạn vô cùng biết ơn vì người ấy luôn ở bên để xoa dịu, thấu hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ những bước tiến trước đó có thể sụp đổ vì tiểu nhân gây rối. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim nên tập trung vào việc của mình, đừng lo chuyện báo đồng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy đương tình duyên thuận lợi, được người ấy xoa dịu và thấu hiểu. Con số may mắn 4, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi, thần hợi tương hại gây nên không ít sóng gió cho vận trình ngày thứ 5 của người tuổi Hợi. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống đầu khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Càng những lúc như vậy thì bạn càng phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. May mắn là có tỷ kiền đứng sau trợ lực nên dù có vướng vào hàng loạt rắc rối thì cuối cùng bản mệnh vẫn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nhờ khả năng bình tĩnh phân tích vấn đề. Từ đó đưa ra phương pháp tháo gỡ phù hợp tới từng vấn đề vẫn được mọi người nể trọng. Thủy kim tương sinh được đào hòa trợ lực, tình cảm lứa đôi càng thêm thảm thiết không rời. Những mâu thuẫn trước đó được giải quyết, bản mệnh và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau, không còn khoảng cách giữa cả hai người. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, vận trình nhiều sóng gió, nhiều chuyện bất ngờ đổ ập xuống. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, cần cư xử khéo léo để duy trì các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, tìm ra hướng giải quyết nhờ khả năng bình tĩnh phân tích vấn đề. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, được đào hòa trợ lực, tình cảm lứa đôi càng thêm thảm thiết, không rời. Còn số may mắn 2, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi thứ 5 ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Thìn, tuổi Sửu hay tuổi Mùi. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày thứ 5 này? Đó có thể là người tuổi Dần, tuổi Hợi hay tuổi Tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.